Và mọi người thì vẫn hay truyền miệng nhau câu nói là 90% nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam thì đều thua lỗ cả. Và việc thua lỗ đến từ đâu? Đến từ chính hành vi đầu cơ quá mức. Qua giai đoạn vừa rồi thì chắc hẳn là nhiều nhà đầu tư hay nói rằng chứng khoán thực sự không dễ chút nào. Nhưng thực ra đầu cơ mới là việc không dễ. Giá bất động sản lên rồi anh ơi. Mua siêu. Sắp mở cửa du lịch rồi đấy. Mua HVN. Em này nến dài, vôn to quá. Đẹp thế, mua. HPG giảm sâu. Ôi giời, giảm thì mua làm gì không mua. Thị trường sập rồi. Bán hết. Hóa đơn giao dịch tháng này của anh đây. Sao nhiều này. Nhà đầu cơ giao dịch nhiều, cầm cổ phiếu vài ngày, vài tuần, vài tháng, quan tâm đến biến động giá cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận. Tính tình thất thường như độ lên xuống của tài sản, lúc thì vui vẻ song sinh, khi lại kỳ cóp thích ở một mình. Quá trình đầu cơ thì mình cảm thấy thích nhất là cái phần mà mình sẽ có cái khả năng thu lại được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Đầu cơ thì là nó đúng với cái kiểu sở thích của em ấy, thích trade liên tục, mua bán liên tục như thế. Và cái mà không thích nhất là mình phải check liên tục ở cái bảng giá ấy, thì là nó sẽ làm cho em tốn thời gian, em không có nhiều thời gian để làm cho những việc khác nữa.